Hoàng đã trở lại với chương trình của Việt Dương TV. Trung tâm thành phố của Switzerland, Geneva, đó là trung tâm thực sự so với những thành phố nhỏ thôi. Đây là Big Ben Commercial Building của Geneva, lớn thì là 2 tầng. Và chúng ta đã thấy bao nhiêu phần the one building is for the old people, OMS, when they go and they are retired and they don't have family, they put them here so they can keep them here. The next building here on the right side is the Red Cross, but not international one, is the Red Cross Swiss, because we have two Red Cross. One is international, one is the national. This is the national Red Cross Swiss here, this building here, the right, this one. The other one is the international one, a little bit further. Here's look like a hill, right? Hill. Mountain. Mountain. In this area, you have mostly all of the countries, they have their mission, which is their offices to the United Nations. They are situated here. Some countries. Many national offices here. And the right side, this building is the Intercontinental Hotel, which mostly. Continental Hotel. Intercontinental Hotel. Lotan Continental. Yeah. Okay. Mostly when the people they come for. Okay. Negotiation, they come to this hotel because it's next to the United Nations. Okay. It's very near, so some of the negotiation was all held here because it's next to the next to the United Nations. Yes. And the right side, you have mission of Kuwait. Next, you have the Russia. Up there, you have United States. A little bit further. Aeroport. This one. On the, on the left is Canada. Aeroport. It's Canada. Okay. It's probably is Canada, I think. So what the entrance for get in the United Nations inside? Yes, you have to go and get a permission for. It's just like that. This area is all United Nations. Yeah. Musée de la Rima. Musée de la Rima. French name. French word. Arena. Yeah, French word. Musée de la Rima. Here, I will show you after all, if you want to ask later, you know this small entrance here, this villa here, this entrance here, the green door, this one, the people they go inside this building and they ask if they can have authorization to go inside of they give the badge. Now I let you here, which is in front of the United Nations, but you can just visit outside that Okay. Yeah, you know. Okay, we'll go. Yeah. Is it okay here? Yeah. Yes. Thank you.
Thank you. Okay, thank you so much. Yes, United Nations. National Unity. Nasong, cái ID vào với em. United Nations Liên Hợp Quốc nó nằm ở ngay góc đường Pratni Chambesi Musée International de la Croix Rouge et du Cross Saint-Roux, Los Saint-Vexois, OMM, Cero, là năm nay, là ngã tư. Ok. Và phía trước, có nhiều cái building sập trở. Đây cũng có nhiều du khách đến đây để tập trung chụp hình. Tập trung chụp hình. Tòa United Nations. Và là tiếng Mỹ. Tòa là National Unit. Đây là Hotel Ramada ở Switzerland.
nó có tên Ramrai, giống như cái khách sạn Ramrai ở California vậy. Cũng là franchise, là cũng là franchise. Ở trước bên tay trái của khách sạn Ramrai này là một cái commercial center rất là lớn. Cái đối diện với khách sạn Ramrai là một freeway. Rendered cup. Love is cute. Thank you.
Đây là ngã ba. Đó. Thành phố Geneva của Switzerland. Đó. Đường đi Lausanne. Khách sạn Ramadan cho chúng tôi đang hướng tới phải của nó là sân đồng trải nằm trên đồng trải và trước mặt là một cái freeway. Freeway ở Thụy Sĩ thì nó hẹp á, giống như là chỉ có hai lên mà hai chiều, một chiều hai lên thôi. Đây chúng ta thấy ở phía trong ngoài đây là cái freeway này. Freeway này nếu chạy về hướng tây thì chúng ta sẽ được thoát, còn nếu chạy về hướng đông thì chúng ta sẽ đi về ít. Và nếu chúng ta đi theo hướng đông bắc thì chúng ta sẽ đến Đức. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng đông của đi bộ theo hướng đông của freeway này đi chơi dạo phố.
bây giờ chúng ta thấy cái freeway bên này á, đi về phía tây Pháp, tây Trường Sơn đi Pháp, đi xuống một cái freeway bên đây phải, nó đầu đi những xe rồi này, đi chiều này là đang chạy về tây, thì chỉ có hai lane đường thôi, và cả một lane dành cho người đi mô tô, xe bus và taxi. Như vậy là ba nước Switzerland, Thụy Sĩ, Pháp và Ý tiếp giáp với nhau, đi rất gần, gần từng cái thành phố Geneva đã tiếp giáp với nước Pháp và còn đi Đức trong bên đây thì đi xa hơn, nó cũng tiếp giáp với nước Ý, nhưng mà vì chúng ta ở thành phố Geneva ở dưới này, nhưng mà chúng ta phải đi xuyên qua rồi đi về hướng đông bắc để đến Đức, cho nên đi Đức thì xa hơn. Ok, thank you.
Switzerland, Thụy Sĩ và Ý, Italia. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục đi về phía đất trái. Và sau đó tôi sẽ chúng ta sẽ về phía trái này đây. Đi về phía tây. Đây là văn phòng của Amis Bagi, nơi chúng tôi đi làm thủ tục lên xe đi từ Geneva, Switzerland, Đức. Và chúng tôi sẽ trả xe tại Đức để phải trở lại nơi trả xe. Đây là hành lý của chúng tôi. Đây là cao những đôi đi và con đường ở trên mặt. Hôm nay là ngày thứ ba sau tuần này. Hôm nay là ngày lễ Easter. Cho nên đường phố cũng không có đông đúc lắm, người ta cũng đi chơi xa. Em nói ở đây không có xe. What? Đây ra sân bay nữa có xe. Chúng ta thuê một chiếc xe của hãng Avis. À, đây là xe đang parking ở chỗ 3514. Chúng tôi thuê xe này và từ lái để đi qua Đức. Ở trong cái parking lot này vô số xe cho mượn, rất nhiều xe cho mượn. Dĩ nhiên chúng tôi mượn xe, thứ nhất chúng tôi phải trình cái thẻ International Rum License của bảo lãnh sức tế và cái Rum License của California, người ta mới chấp nhận cho mượn xe. Và sau khi làm thủ tục mượn xe thì người ta còn giảm được cái điều luật ở đây. Lái xe cũng giống như ở Hoa Kỳ vậy, nhưng chỉ khác đều là tới khi mà vèo tay phải right turn là phải chờ đèn xanh để right turn, đèn không được là right turn lúc đèn đỏ, nếu mà cảm thấy là không cần được như ở Hoa Kỳ. Nói chung là đèn xanh mới được right turn, đèn đỏ không được right turn. Điều duy nhất tình hình như vậy. Chúng tôi thì vui, ăn thuê mượn đi xe thoải mái. Về là đây. Mọi hàng Amis có như rất nhiều hàng, như hàng Hertz. Hàng Hertz thì cái giá tiền thuê mượn rất là cao. Ok. Khởi hành từ phi trường Geneva. Xe mượn của hãng Avis, số parking 314 ở trong phi trường Geneva. Chúng tôi sẽ đến Đức sau hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe.
số 1 này trong 30 mau. Coi được cái phong cảnh đẹp của Thụy Sĩ với Đức, đúng không? Cái phong cảnh này cũng khá gì anh quê Việt Nam, bên đồng lúa xanh. Đi đâu được đặc nhiệm xâm nhập vào những vùng đất xa lạ, cái này đặc nhiệm còn hơn đặc nhiệm nó lúng túng. Ở xa xa trên núi ở bên trái có những cái làng và cả những cái làng thường trú ở Việt Nam. Bây giờ chúng tôi đang cấp tiêu xong và từ bên chúng ta đi trên đường biên giới Đức Thụy Sĩ, trên Đức Thụy Sĩ đổ bộ vào Đức theo con đường số 1. Cái đường số 1 dẫn về Việt Nam là quốc lộ 1 vậy nè, còn khoảng gần 2 tiếng nữa chúng tôi sẽ đến biên giới giữa Đức và Thụy Sĩ. Xa xa là những cái dãy núi, thank you.
El Salvador. Tôi đi từ ga Lesu ở cách Ramstein Airport này khoảng 5 phút xe. Từ Lesu thì tôi đi Frankfurt. Chúng tôi đã mua vé khoảng 1:30 chúng tôi mới. Coi sơ đồ, xem sơ đồ.
chúng ta đến cái bảng information xem nó có thông tin gì không. Achtung, Zugbeginn. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich Gästehalt des Zuges. Ja, lässt du. Hỏi sao mình đứng bên này hay là bên kia? Mình đứng bên này hả? Từ lát xuống đi Frankfurt. Bây giờ tàu đã rời ga Neustadt để đi Mannheim.
Gleis 1 Einfahrt S6 nach Mainz Hauptbahnhof über Ludwigshafen. Abfahrt 19.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu S2 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof über Ludwigshafen. Abfahrt 19.26 Uhr. Heute ca. 80 Minuten später. Grund dafür sind unbefugte Personen auf der Strecke. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Attention. Security advice. Do not leave your luggage unattended. Information zu 38 unterkursiert sich nach Kaiserslautern Hauptbahnhof über die Fahrbahn der Weinstraße. Abteilungsprint 1856, die dazu fällt, wurde auch im Verkehr erfasst. 11.2.38.90 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof über die Fahrbahn Rhein-Mitte. Abfahrt ursprünglich 1856, heute ca. 30 Minuten später. Hier bitte um Entschuldigung. Trời nắng đẹp, nắng ấm. Còn ở phi trường Frankfurt ở nước Germany thì trời rất lạnh, lạnh đến không độ C. Ngày nào cũng vậy.
Next. Bài chim chim. Thời hành gọi đúng. Một nhiều người. Morning gọi đúng. Ba nhà, nhiều người nhà kia. Chưa thấy cái gate. Bạn đang chờ. Trong trời chúng tôi ngồi quay lại quán Pacific Coffee.